Xin chào các bạn. Đây là sỏi xanh mà mình ươm từ lá đây các bạn. Lên con rất là dễ thương. Mình đã đăng rất là nhiều video nói về cách nhân giống sen đá bằng lá. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách mà mình chăm sóc những cây sen đá này sau khi mình đưa nó ra những cái chậu nhỏ nhỏ nha. Thank you.
thì sau đó nó sẽ mọc thêm hai cái nữa. Khi cắt đầu nó sẽ mọc ra thêm. Đây, cây này mình cũng cắt đầu và mọc ra thêm hai con nữa. Đây là toàn bộ những cây này mình ươm lá hết luôn á các bạn. Ươm lá hết luôn.